Xin chào các bạn, tiếp chuỗi series tự học SOLIDWORKS 2022. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một lệnh mới, đó là StudWizard tạo đinh tán tự động. Để vào lệnh StudWizard, các bạn sẽ truy cập vào mũi tên ở dưới lệnh HoldWizard và mình sẽ chọn là StudWizard. Ở đây nó có hai option. Một là tạo biên dạng ren, đinh tán từ một cái trụ có sẵn, các bạn đã thiết kế một cái trụ có sẵn như ở vùng đồ họa của mình ở đây. Và thứ hai, option thứ hai đó là tạo cái đinh tán mới hoàn toàn từ một cái vị trí nào đó với cái đường kính, kích thước, chiều dài. Đường kính ở đây mình nhập thông số vào. Mình chọn cái option đầu tiên. Nó sẽ cho mình là chọn S cái đường ha. Thì mình sẽ chọn cái đường vành trên của cái trụ của mình đã xây. Và cái trụ này mình cho là cái đường kính là 9mm. Các bạn chọn tiêu chuẩn ha. Asymmetric ví dụ như vậy. Thì các bạn có thể thấy này. Size maximum phần mềm cho phép là M8 x 1.25. Thì size maximum này nó phụ thuộc vào cái đường kính của các bạn ha. Ví dụ các bạn xây dựng lên 10, 11 thì size RAN của mình nó sẽ bổ sung được nhiều loại RAN hơn, M9, M10 ha. Width, chiều sâu RAN của mình, ví dụ là 20 ha, 20 hoặc là 8mm, ví dụ như vậy. Và Grid Class này, đây là những cái thông số mà các bạn có thể là input ở bên môi trường xúc bằng vẽ của mình ha, 1A, 2A hay là 3A. Undercut, undercut bổ sung thêm một cái undercut nữa. Ví dụ undercut có đường kính là 6 và undercut depth, chiều sâu của undercut ha, là 5mm và R là 0.5 chẳng hạn. 0.5, R fillet của undercut thì các bạn có thể là ok. Xem kết quả của mình ha. Đây, RAN của mình là M8 x 1.25 và undercut có cái R fillet này. Đây, và đường kính của undercut này. Và cái khoảng cách undercut depth là tính từ cái mép trên của fillet xuống cái mặt đáy này. Các bạn có thể là xem thông số mình hình dung ở bên này ha. Undercut depth này. Đây, undercut diameter, đường kính của undercut này và undercut radius, đây là những cái thông số của undercut nếu các bạn thêm vào. Và khi các bạn thực hiện lệnh StudWizard thì mặc định của phần mềm thì hai cái góc độ này, góc độ này là 60 độ ha và 90 độ là vác chamfer 45 độ của các bạn ha. Thì đây là những cái thông số mặc định, hai cái thông số mặc định của cái lệnh StudWizard. Và đến với cái option thứ hai của StudWizard ha. Ví dụ trường hợp các bạn mới vẽ cái đầu đinh tán ha, chưa xây dựng cái khối đinh tán của mình thì các bạn sẽ sử dụng cái option thứ hai của StudWizard. Các bạn chọn option thứ hai ha và shape detail này, chiều dài cái đinh tán của mình là bao nhiêu, ví dụ là 50 và cái đường kính ví dụ mình là 9 ha. Khi đường kính là 9 thì các bạn chọn tiêu chuẩn RAN thì RAN của mình maximum là M8 x 1 ở đây. Chuẩn của mình ha. Còn nếu như mà đường kính các bạn nhập lên là 12 thì tiêu chuẩn RAN sẽ có nhiều hơn ha. Ví dụ ở đây mình sẽ nhập là 9 và mình sẽ chọn undercut luôn ha. M của mình là M8 x 1 nè, M7 x 1 đi ha. Ví dụ một loại RAN khác, undercut của mình. Ví dụ undercut của mình sẽ theo thông số của đề bài đây. Đây ha, 1.725 và chiều sâu 1.725 nè, đường kính là 4 và R là 0.6. Đây các bạn ha. Tiếp tục chiều sâu RAN của mình, ví dụ chiều sâu RAN của mình là 8 ha, thì các bạn sẽ sổ RIS ra. Chiều sâu RAN của mình là 8. Các bạn có thể là sổ ra nè. Nó có thể là up to net hoặc là ru nè. Có rất là nhiều. Rồi, mình sẽ nhập line là 8, dài là 8 ha, và sau đó các bạn sẽ click qua position và click vào cái chọn mặt phẳng để mình đặt vị trí. Sau đó các bạn đặt vào tâm của hình tròn ha, ở đây trùng với góc tọa độ luôn. Thì các bạn có thể thấy này, một cái đinh tán của mình có chiều cao là 50, cao là 50 ha. Các bạn có thể là edit lại với đề bài là 30 thì mình có thể là nhập 30 để các bạn dễ hình dung hơn ha, 30. Ok, các bạn thấy đây là cái kết quả của mình, đinh tán của mình ha. Đây, kích thước là 30, 1.725, undercut V4, R0.6 ha. Các bạn thấy đây, R0.6, 0.6 ha. Và cái undercut depth chính từ tính từ cái map drain của fillet các bạn ha, và xuống cái mặt đáy này thì nó là 1.725. Và những cái thông số 60, 90 độ là mặc định của phần mềm. Chúc các bạn thành công.